Ơi, xin chào anh chị em có gì đúng không? Ngoại thì hôm nay mình sẽ làm video về cái con Grilax này. Con Grilax tên 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 của nó nghe là phê phê rồi. Thì hôm nay con tướng này được khá ít người chơi ở combat luôn. Xem thằng nào, Zom này chết này, chết này một mạng này, chết được không? Chết không? Ồ, chết rồi, mình chưa có skin rồi. Ok, từ từ. Kiểu gì nó cũng ra nó bắn lính mà. Mình phải combat. À là chết này. Đấy, một mạng. Rồi chết luôn, quá ngon. Ngon sớt. Rồi ôi, thơm vãi. Thôi về đi. Mình sợ chết lắm. Đứng đây mãi cũng hiểu gì cũng chết mà. Bây giờ thì mình không có tiếng nhạc đâu, tại vì mình đang quay lại mà. Đây mình đang quay này. Đang quay đây anh em thông cảm với mình nhá, tại vì với cái video của mình chẳng được cái gì luôn. Ok, ăn bùa. Ôi dồi ôi, thằng sân kia ăn bùa mình kìa. Địch mệnh. Thằng châu không ăn bùa xanh của mình rồi. Ok, đây nào. Úi dồi, sò xong một phạt. À, đây ăn kia kìa. Ăn con Văn Hệ Sinh kìa. Anh kêu anh rửa nó. Rửa nó. Ok, từ. Rửa ôm, bắn nó, chết này. Một mạng này, rồi một mạng, biết ngay mà. Một mạng, này, chết. Úi xời, bắn nhầm rồi. Ôi, kiểu gì nó cũng chết mà, phải lo. Định mệnh, vội nồi, rồi chết rồi, xong rồi, đi. Ôi vãi. Ok. Rồi, mình trở lại nữa, ok. Lần này mình không muốn chết nữa đâu. Lần trước người ta bảo là tham thì thâm mà. Nên là mình sẽ làm cái chiến thuật đi đâu mà vội màu vàng mà giữa phải cứt mà vở phải mặt. Nên là mình sẽ tránh mấy cái tình huống kiểu như này. Mình kiểu như hổ báo quá mà tính mình chơi lên chơi cứ chơi game mà hổ báo mà. Nên là hổ báo là cá trồn mà hổ báo kiểu gì bị trôn. Nên là mình khuyên anh em mà hổ báo có đúng lúc thôi. Thì ví dụ đánh cái con Toro hay là con Omen hay Oman ấy thì nó khá là hồi báo thoải mái, nó còn lâu mới chết. Hay là con Joker ấy thì nó không chết được, tại con Joker chưa vào Việt Nam nên là chưa vào bản chính thức Việt Nam. Rồi thằng kia kiểu rồi, mình đảm bảo cái thằng Zom trận này kiểu gì nó bị hấp dẫn tập thể. Tại anh em nhìn cái cách lên đồ của nó kiểu gì cũng ngu mà, thôi anh em mình không cho anh em xem cái lên đồ của nó được. Thì cái con này có cái có gọi là con này được lãng quên, gọi là gần bị lãng quên trong cái trong thế giới liên quân thì bị lãng quên. Ở cái lên đầu mình lên đồ cái giấy kim cố thì lãng quên thì khá ít anh em chơi mà đã vào tay mình nhá, không thằng nào solo nổi luôn ấy. Mạng vừa rồi nó chỉ là đùa tí thôi, mình chơi chú quá tí mà sỏi xoắn. Thì cái mạng vừa rồi con này đã vào tay mình kiểu gì cũng phải chết. Thì gọi là con này gắn máu tuổi thơ của mình khá là nhiều. Thì từ hôm ra con này ấy, thì mình đã mua rồi. Thì từ cái hồi mà mua con Ragnarok ấy. Thì mình kể tiểu sử mình luôn nhá. Thì hồi đầu tiên là mình chơi liên quân ấy. Thì mình bắt khoăn không biết mua con gì ấy. Nên là mình gọi là thấy cha một đống tướng ấy thì ra con Nagaroth thì con ấy con trông đẹp trai nhất trong nhóm đấy. Cho nhỏ tiếng lại thì cho nhỏ rồi. Thì đẹp trai trong chỗ mấy con tướng đấy ấy, thì mình quyết định là mình dành tiền mình mua. Xong khi mua con đấy ấy, thì mình lúc ấy nó mới ra con Nagaroth mà, nên là cái Grilax này, nên là mình quyết định mua con này. Thì trông con này khá là mạnh, với cả đặc điểm nó là khá là biến dạng nên mình sẽ mua con này. Ê, từ tuổi thơ mình chơi liên quân đến khi mua con này ấy. Đây bây giờ chỉ farm thôi chứ làm gì nữa. Rồi chờ anh rom kìa. Lát thì bắt con cờ à thằng ngu ở định vậy. Bắn nó, giết nó, rồi hiếp nó, hấp bố nó đi. Một mạng, này, chết này.
Tết này rồi ơi. Phải nổi rồi, vẫn đẩy trụ nó chưa? Bọn kia là anh ấy sổ rồi xong rồi. Trận này bắt đầu thấy nguy hiểm ấy, mất mấy cái trụ này. Ba cái trụ rồi, lửa còn bắt đầu rồi. Về 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 về. Về nhanh còn kịp, về thôi, về thôi, về thôi. May quả mình không bắn đấy. Quả đấy mình định lại giả tuyệt chiêu skin là tham lam thần trưởng, nhưng mà kiểu gì cũng chết. Thì nếu mình chơi lên quân thì đặc điểm mình chơi lên quân là mình sẽ không bao giờ sử dụng map to ấy. Kiểu map to to ấn ấn map to ấy thì mình khả năng soi mắt thần trưởng mà. Cứ đấy thằng nào có từ con đỡ ở đâu có thằng yếu là mình sẽ giết thằng đấy. Thì cái chức năng soi mắt thần trưởng này chỉ dùng với bọn yếu yếu thôi. Ví dụ anh Rom này rồi ôi. Cứ ở nơi quanh Rom là mình bật soi mắt thần trưởng lên là anh Rom kiểu gì xác định là lên bảng điểm số là lên giết là chắc rồi. Giờ tập bảy trụ thôi. Ôi dồi ôi, về đây vậy. Ờ, xin lỗi anh ngủ không nhá. Ai bảo ăn bùa mình cơ, thì mình che nó một tí đi. Che che nó tí. Rồi, về đâu, về đâu. Bây giờ mình sợ chết lắm. Sợ chết là bảo mẹ rồi. Như là trong game mà sợ nhất, sợ nhất là chết luôn. Rồi, hồi máu, hồi máu, hồi máu đi, hồi máu đi. Lên lên, hiệp lo, đập lo đi. Lên đánh nó, đánh nó, đánh nó. Rồi, thằng ấy kìa, một thằng vai hẹn xin này, vai hẹn liệt ngay và chết luôn này, chỗ kinh trưởng. Quá đẳng cấp. Mình đã lên là bật soi mắt thần trưởng kiểu gì chúng không chết mà. Giờ về canh đã. Canh xem là chết rồi. Nào, một thằng. Mồi kìa. Rom kìa, định giết rom thôi kệ, ăn rồng đi. Mình đánh ma tiếng đi rừng nhưng mà giết rồng hơi bị ít đấy. Bởi vì rừng trách nhiệm lo giết rồng giết kinh công mà. Thế cách lên đồ con này cũng khá là đơn giản. Thì anh em chắc là thì thường thường anh em đánh cái lên đồ kiểu như này đấu giải ấy thì mình không thích. Chẳng thấy cái cách lên đồ kiểu này thì anh em sẽ chỉ đánh cách lên đồ đầu tiên nhá. Đầu tiên là lên cái rìu về liên than đúng không, xong lên giải kiên cố, xong rồi lên cái kiếm xét, xong rồi lên lên một cái nữa là cái gì à, cái gì, cái giáp gai ấy để mà tăng công với tăng máu, tăng hồi máu nữa cơ. Xong rồi sau kia lên cái giáp gai thì anh em lên cái thạch phân tích nhá, để mà nó có đam chém mạnh. Thì lên thế là được, lên thế anh em đủ giết được một con Zom, đủ giết Zom rồi đấy. Anh em biết Zom mà đam nó mạnh thế nào thì đủ giết Zom là chuyện quá bình thường đối với con này rồi. Thì nếu sau khi lên cái món combat được, anh em combat nào. Sau khi lên cái giáp cái thanh Felix ấy thì máu công của nó khá là mạnh, thì máu ra lên được mấy lít rồi đấy, mấy giọt rồi đấy. Rồi chuẩn bị anh Zom kìa. Thôi kệ đi, thằng Zom đi. Mình sợ chết lắm nên là rủi ro giết Zom là khá ít. Thì sau khi lên thanh Felix là anh em mình khuyên anh em mà lên cái giáp lên thêm một món là một xương thương xuyên phá, thương loin lướt đấy. Xong sau khi lên cái thương xuyên phá thì anh em lên cái kiếm mu ra cái lười cái liềm tử thần gì đó mình chẳng biết. Rồi anh đánh không thằng vai xịn chết, vai xịn này biết ngay mà. Úi dồi ôi, giật đánh thấm vãi ủi ôi thấm vồn. Về chạy còn kịp, nguy hiểm vãi. Ở đây anh em chắc là một số anh em biết về truyền thuyết con này đúng không? Thì truyền thuyết con này thì cũng khá là chết thằng Zom biết ngay rồi, thử giết thằng Zom rồi chứ. Thì truyền thuyết con này anh em một số anh em chắc là biết rồi nhưng mà thôi mình kể đi. Đầu tiên ấy thì sau chạm trán đã khu vực trạng vạng ăn bùa anh được à? Không ăn được đâu em ạ. Thì sau chiến tranh cuộc vạ chạm và va chạm giữa khu vực trạng vạng với cả cái gì nhở, cơm mất tiêu ấy, với cả gì nhở, quân đoàn sa đọa thì sự giáp mặt giữa chị Gracie trong khu đường trạng vạng với cả anh là Ragnarok là tổng chỉ huy trong cái vụ trạng vạng sa đọa đấy, thì
hai anh chị gặp nhau chuyện không 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 gọi là không thể được, là chuyện quá bình thường rồi. Thì đánh nhau mà phải gặp nhau chuyện bình thường thì sau khi gặp nhau thì chết xanh hai anh chị liếc mắt đưa tình, liếc mắt đưa tình với cả GDC với là GROT. Ôi dồi ôi, về đi, mày là nguy hiểm lắm. Bây giờ không nên hổ báo là chết đấy. Thì chị GDC chị liếc mắt đưa tình với anh là GROT. Nên là chị bắt đầu nghe cách để quyến rũ anh là GROT. Nên là bắt đầu bơm ngực, bơm bông các kiểu cho căng tròn. Thì anh em biết là đàn ông ai chả thế, ai chả gọi là thích ngực to mông cong. Thì sau khi bơm ngực mông bơm mông các kiểu rồi thì chị quyết định là ra tận tỉnh anh Nagarot rồi lên cái giáp mà giáp ấy đã rồi lên thành click cứ mất. Thì tận tỉnh đó được 9 tháng 10 ngày chị nào đó chị Gracie chị tận tỉnh xong rồi. Thì hai anh chị rủ nhau mà lập lập lò các kiểu kiểu để mà đi 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 vào hotel ấy. Nó đúng ra là địa chỉ chính xác là Nam Cường. Thì tập hai anh chị và tập thể dục các kiểu này, tập thể dục động tác cưỡi ngựa này, bầu củi này. Thằng Rom chết à, kiểu gì thằng Rom chết à, thằng Rom chết này. Thấy anh em thấy mình bắn phê nào không? Nên là giết thằng Rom mà lửa cây máu nó chết luôn này, chỗ bắn anh em thấy thằng Rom bắn nó khá là thấm nên là mình gọi là khá là mạnh. Thì sau khi tập thể dục các kiểu ấy thì hai anh chị cũng đã cũng đã gọi là sau 9 tháng 10 ngày ngày thứ 9 tháng 9 ngày thì đến ngày thứ 10 ấy thì định hạ sinh ra một thằng ốt con trời chết. Thì sinh ra một thằng ốt con là thằng cờ relax này. Thì sau khi sinh ra là anh em biết là cái này là một lỗi khá là nhục mà thì phải kiểu như là giữa thiên thần với cả ác quỷ sinh ra một đứa con thì gọi là cũng cũng khá là nhục, nó nhục giữa hai thằng. Thì hai anh chị quyết định bỏ thằng này đi. What the fuck, lag à, xử lý không được luôn. Thì hai anh chị đã quyết định là hai anh chị đã quyết định là vứt thằng này đi. Thì anh đó là do sự nhục quá nên là lên là đã đeo cái mặt nạ như của chuối, à mặt nạ chó vào. Cái nó đúng ra cái mõm chó. Sau khi bơm đeo vào ấy thì đeo vào thì ủi ôi xít đã chết. Đeo vào thì chị cần đi chị cũng thế thôi, chị cảm thấy khá là xấu hổ nên liền trốn trong cái khu chẳng vạng không bao giờ xạ nữa, xong đi ra nữa. Nên là chủ thiết về một này thôi rồi ra đây thành Felix rồi kìa, ngon sớt quá phê. Bây giờ đi combat thôi, đi các kiểu thành cái giáp thành cái thành Felix đi, thành lòng gì hết ăn được cái bộ kinh công rồi thì cân hết mấy loại con này. Nếu mà nó combat con combo của con này là chiêu skin chiêu ulti lao vào xong rồi chiêu chiêu hai để mà tăng máu ấy thì lao vào kiểu gì cũng đỡ chết mà. Này ro mày ơi nhầm rồi. Xong rồi anh em chiêu một thế là kiểu gì mất mấy chục giọt này. Thì sau khi combo của con này thực hiện lên một đối thủ nào đó kể cả con giáp giáp fit đi hay con giáp fit chẳng hạn thì đừng hỏi tại sao mà máu mình bốc hơi nhanh. Anh em đừng lên hỏi câu này nếu mà chắc chắn để con cờ đi lách. Đối với mấy thằng không phải trẻ trâu mà bờ rồ ấy, đánh cờ nhách thì khá là mạnh. Thì cả thứ thơ mình nó liên quan đến con cờ nhách rồi. Giờ vào đâu giết đâu giết đâu, vào nhanh vào nào. Anh ngó hết lo đập lo thằng trên này. Ê giời ơi nhanh quá. Thế cảm ơn anh em xem video mình cho anh em nhá. Kiểu gì trận đánh MVP mà MVP không có MVP không MVP này. Alo, có MVP không có MVP. Rồi chào anh em nhá.